Ơ cái thằng này. Ê, danh con, thế mà ông đòi. Úi. Gì thế này? Ăn theo em. Sao anh yêu ơi? Nạt đi anh yêu ơi. Hai thằng mày PD à? Đá lưỡi nhau đây. PD thật anh ạ. Thôi được rồi. Về thôi vợ ơi. Tính tiền nào đây. Dạ vâng, thưa tất cả hai gia. Rồi, để chúc mừng sinh nhật, quán em tròn 1 tuổi sẽ được giảm giá 20% tất cả các dịch vụ từ ngày 29, 30 và 31. À, đặc biệt đó là những ai dẫn vợ hoặc người yêu tới đây chơi thì sẽ được miễn phí 100% mãi anh nghe. Anh giai nào nhận đá kèo không nhỉ? Mày đá đúng không? Vào. Em xin cho anh giải em mà. À, chào các chú nhá. Khôn mày, đá kèo gọi anh ra. Anh giai em dân văn phòng, đá giao lưu tí thôi anh ạ. Bảo dân văn phòng. Được, cho vào. Vào đi. Có gì mấy chú em bỏ qua anh nhá. Ủa? Đằng kia sao mày bảo anh phải dân văn phòng? Anh là dân văn phòng tài chính ấy mà anh. Dù để em thấy. Cẩn thận nhá, xịt quả là anh húp hết đấy. Đúng không? Ôi, hỏng rồi, tao bị tâm lý làm sao bây giờ? Anh xin nhá. Anh trai có được đá lại bán nước không ạ? Hay là anh em mình giao lưu thêm trận nữa anh nhé. Mày đùa tao à? Không ạ. À quên, dạ vâng, bọn em đùa đấy ạ. Anh trai. Chúng em cảm ơn các anh yêu nhá. Mẹ danh con kia là sau mày đừng chơi kiểu chiêu trò vậy nhá. Danh con bỏ đi kiểu gì nhá. Em cứ lấy của người nghèo kia cho mình ngoài. Anh trai đá với em giải em để gỡ nhá. Vào đây em này. Em chào các anh yêu nhá. Có thật là dễ ăn không vậy? Uy tín mà anh ơi, thằng này nó mới tập chơi mà. Tao thấy thằng này trông cũng được, thằng ngố ngố, cho tao còn được. À. Thôi được rồi, vào đi. Danh con cho mày đánh trước. Ô, thế là vừa vào ăn chín rồi các anh. Ơ, em thắng à? Mày chưa bẩn à? Vừa đá rồi, đòi trắng luôn. Đá thì con chín vào mà thắng luôn rồi. Thì ai chơi kiểu thế? Mày đừng có chiêu trò nhá, lại đi. Thế em xin lỗi các anh yêu, để em phá lại nhá. Ô, lần này vẫn vào quả 9, nhưng mà còn vào lỗ 10 à? Có thể là em thắng tiếp đúng không các anh? Vô lý, quả 9 đá 2 lần phát nào vào. Mày chiêu trò đúng không? Anh coi này, nhỏ tao ấy à? Mày thật nhá. Bỏ chơi kiểu vậy đi. Mày chơi vậy, mày chơi mình à? Mày lừa bọn tao. Đâu, thằng nào chơi bản em. Đâu, đâu bọn ý, bọn em là tụi em nó trẻ mà chơi giỏi quá, bọn em không đỡ được. Tuổi trẻ tài cao. Bọn em, anh cầm hộ em nói nhá.